Ta chào hậu, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh tiếng Trung Chinese for Everybody. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau học về một bài học thuộc giáo trình Hán ngữ Em Su Thung cấp độ trung cấp, quyển số 1. Bài học này có tên là Hủ Giả Hủ Quay, là một thành ngữ có nghĩa là cáo mượn oai hùm. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé. Bài học này được trích từ bài số 2, Ti er khe, thuộc phần thua trải liên sĩ, tức phần luyện tập mở rộng. Hủ giả hủ quay là một thành ngữ, có nghĩa là cáo mượn oai hùm. Và bây giờ, mời các bạn sẽ cùng lắng nghe toàn bộ nội dung của bài học này nhé. Hủ giả hủ quay. 中国古代有一本有名的书中记载着这样一个故事。一天，老虎饿了，想去捉一些动物作为食物。正好捉到一只狐狸。老虎正准备吃掉狐狸，狐狸说：“你是不敢吃我的，因为上天让我来做所有动物的大王，也就是百兽之王。你要是吃了我，不就是不听上天的命令了吗？” 老虎听了以后，半信半疑，肚子饿得叫起来。狐狸看出老虎的心思，接着说：“你要是不相信我说的话，我们可以去森林里走走，你跟在我身后，看看别的动物见到我会不会因为害怕而逃走。”老虎接受了狐狸的建议，跟在狐狸的身后一起在森林里走。 别的动物见到它们，马上逃走了。老虎想，原来狐狸说的是真的，就不敢吃狐狸了。其实，老虎不明白，别的动物逃走不是因为害怕狐狸，而是怕它呀。这个故事后来变成一个成语，狐假虎威。 Sau khi đã nghe xong toàn bài, chúng mình sẽ bắt đầu phân tích từng đoạn. Đoạn thứ nhất, Trung Quốc cổ đại có một bản nổi tiếng của sách trung ghi lại như thế này một câu chuyện. Một ngày, lão hủ ơ lợ, muốn đi bắt một số động vật làm thức ăn. Trông hào trúa đào, một con hủ ly. Trung Quốc cổ đại có một quyển sách nổi tiếng, trong đó ghi chép lại một câu chuyện như sau. Một ngày nọ, hổ đói rồi, muốn đi bắt một vài con vật để làm thức ăn. Đúng lúc đó thì bắt được một con cáo. Đoạn tiếp theo, lão hủ trân chuẩn bị chứ đeo hủ lì. Hủ lì xua, nì sư bù cản chứ wò tơ. Yên vệ sang thiên răng wò lái zuo suo yu dong u de da wang, ye jiu shi bai shou zhi wang. 你要是吃了我，不就是不听上天的命令吗？ Hổ đang chuẩn bị sơi tái cáo, cáo liền nói: Người chẳng dám ăn thịt ta đâu, vì ông trời đã phong cho ta làm vua của tất cả các loài động vật, cũng chính là vua của muôn loài. Nếu người ăn thịt ta, chẳng phải là không nghe theo lệnh của ông trời sao? Lão hủ thiên lợi trư hồ, bàn xin bàn ý, tù tử ơ đờ, chèo chỉ lái. Hủ lì khăn chú lão hủ đờ xin sư, chế trở xua, nì yào sư bù xiang xin vò xua đờ hoa, vò mình khởi ý chùy sân lĩ lĩ dấu dấu, nì gần zài vò sân hồ, khăn khăn bế đờ động ụ, chèn tàu vò, hùi bù hùi yên vệ hài pa ẩr tháo dấu. Sau khi nghe xong, hổ bán tính bán nghi, bụng đói đến nỗi kêu lên. Cáo nhìn thấu tâm tư của hổ, nên lại nói tiếp: Nếu ngươi không tin lời ta nói, chúng ta có thể đi vào trong rừng, ngươi đi sau lưng ta, xem thử xem những con vật khác có phải vì nhìn thấy ta nên sợ hãi chạy trốn không? Lão hổ chia sâu lò hủ lì tờ chiên y, cấn tại hủ lì tờ sân hổ. 一起在森林里走，别的动物见到它们，马上逃走了。老虎想，
原来狐狸说的是真的，就不敢吃狐狸了。猴chấp nhận lời đề nghị của cáo, theo sau cáo và cùng cáo đi vào trong rừng. Các con vật khác nhìn thấy chúng liền lập tức chạy trốn. Hổ cho rằng lời cáo nói là thật nên không dám ăn thịt cáo. Chỉ sử, lão hủ bù miễn bài, bế tờ tông ưu tháo dậu, bố sư yên đề hai pa hủ lì, ở sư pa tha ya. Trê cờ cụ sư hồ lại biên trận dị cờ trận dị, hủ giả hủ quây. Thực ra, hổ không hiểu rằng những con vật khác chạy trốn không phải là vì chúng sợ cáo, mà là vì chúng sợ hổ. Câu chuyện này sau này trở thành một câu thành ngữ gọi là cáo mượn oai hùm. Về sau, câu thành ngữ cáo mượn oai hùm được dùng để chỉ những người thủ đoạn mượn uy danh từ những kẻ có quyền để đi hù dọa người khác nhằm phục vụ cho mục đích riêng của mình. Từ bài học ngày hôm nay, chúng ta có thể nhớ được câu thành ngữ này, hủ giả hủ quây, có nghĩa là cáo mượn oai hùm. Mình hy vọng rằng bài học ngày hôm nay đã có ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, subscribe kênh để mình có thêm nhiều động lực và ra thêm nhiều video mới nhé. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau. 再见!